Đang mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, từng đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Chẳng còn tương lai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nè. Thì mình là Hero Max đây. Rồi, ngày hôm qua tôi đã có bình luận trên clip trước, đó chính là ngày hôm nay sẽ có clip về vị tướng Alan. Nhưng mà sau một ba chơi ngu lấy tiếng ốc chó của tôi thì tôi lỡ xóa nhầm clip rồi anh em ơi. Mong anh em thông cảm bỏ qua cho tôi nhé. Và có vẻ như rằng có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt thì clip về vị tướng Alan sẽ xuất hiện lại trên kênh Hero Max thôi. Sorry anh em rất nhiều nè. Để bù cho anh em thì ngày hôm nay tôi sẽ chơi vị tướng Erendor, cũng là một trong những vị tướng để trong tủ của tôi anh em ạ. Để trong tủ của tôi nha. Rồi, để có thể chơi tốt được cái vị tướng Erendor này á thì anh em phải có được một cái trí tưởng tượng thật là phong phú. Tưởng tượng ở đây tức là anh em tưởng tượng xem là khi nào mà mình cần sử dụng chiêu hao cách hợp lý để có thể giữ khoảng cách và gọi là thả diều tính địch một cách tốt nhất nha anh em ạ. Nhưng mà tôi thấy rằng là Yena đang muốn ăn thua đủ với tôi đây. Có lẽ rằng là Yena muốn dụ team bạn chăng, khi tôi không thấy team bạn ở trên bản đồ cả. Đâu rồi, thôi Adapter xong Adapter rồi em mà tôi phải ra cứu Adapter thôi. Liliana lao lên rất là nhiệt tình đi. Và nó mất đi quả cầu bằng xương rồi. Tôi bật ngay cái chiêu 2 nhưng Yena đã dùng chiêu 2 khống chế tôi rất nhiều và sắp mặt rồi anh em ạ. Úi giời ơi, khó khăn lại càng thêm khó khăn chồng chất anh em à. Tôi đã AFK 5 phút rồi đó anh em ơi. Không phải là do là ấy đâu nha, mà không phải tôi phá game đâu, mà là tại vì mẹ tôi ganh anh em à. Mẹ tôi kêu tôi làm gì tôi phải làm đó chứ, đúng không? Chứ nếu như mà không làm là coi như là khỏi có điện thoại để chơi luôn á. Tôi cũng không có thời gian mà để ngồi ở đây nói chuyện với anh em đâu. Cho nên là mới AFK 5 phút anh em à. Nhưng mà để xem, để coi tôi có gánh được cái trận này hay không đã nhá. Rồi, để có thể chơi tốt được cái vị tướng Alan, vị tướng Erendor này á, thì anh em từ tôi thấy Ngộ Không núp bụi đây bắt được Alistair. Chẳng Alistair dùng chiêu cuối nhưng mà Quyền Vương đã kết thúc Alistair bằng một cú đá chân không rất là lạnh lùng đi. Và team bạn đang có dấu hiệu muốn lấy cái trụ mít của mình đây, nhưng mà tôi phải ra thủ ra anh em ạ, chứ không banh trụ nó lại không hay nhá. Rồi, để có thể chơi tốt được cái vị tướng Quyền Vương này á, đầu tiên anh em phải có được một cái bu đồ, bu ngọc, bu phù hiệu, và đặc biệt nữa là cái cách chơi đúng đắn, thì lúc đó anh em có thể gọi là phát huy tốt và tối đa được cái sức mạnh mà vị tướng Erendor này đang chứa tiềm ẩn bên trong người của nó nhé. Rồi, đầu tiên là về cái bu đồ. Thì cái bu đồ mình sẽ lên như sau. Đầu tiên đó chính là kiếm Fannia, dây tóc đánh, thánh kiếm, song đao bảo táp, cung tà ma, và cuối cùng chính là rìu Hyuga nha anh em ạ. Và rồi thôi xong rồi, dùng chiêu cuối đẩy ra đến từ vị trí của Endor, Ablay thành công. Ngộ Không tiếp tục là Yena combo rất hay, rất chuẩn chỉ, và sắp mặt tướng Alistair. Tôi đang thấy Quyền Vương trong bụi, Quyền Vương dùng tả xung của đột nhưng không đủ đam, và chết sắp mặt đến từ vị trí của Endor. Tiếp tục là Zada Sata combo trượt nhưng tôi dùng chiêu 2 bắn sắp mặt bạn nha. Và triple kill dành cho Endor nha anh em ạ. À, anh em có thể thấy là một pha đẳng cấp không anh em ơi. Đúng là tướng tủ thì chơi nó phải có khác ha anh em ạ. À, ngày xưa tướng tủ của tôi không phải là Erendor đâu, mà là Murad nha anh em ạ. À, nhưng mà dạo này tôi ít chơi Murad lại rồi, bởi vì nó cắm nhiều quá anh em ạ. À. Cắm nhiều quá cho nên là thôi, tôi nghĩ là nên chơi vị tướng Erendor đi. Vừa mạnh mà vừa có khống chế của game lại bá đạo nữa thì ai lại không muốn chơi nhờ anh em, đúng không nè. Rồi,
Đó chính là mà nãy mình đã nói bu đồ rồi. Còn bây giờ thôi xong rồi Ngộ Không ơi, dùng chiêu cuối từ vị trí của Malok khống chế rất hay và gọi là outplay thành công đến từ vị trí của Malok nhé. Ngộ Không vào đó hơi ngây thơ anh em mà, thấy tôi thấp máu tưởng dễ ăn nhưng mà Malok dùng chiêu cuối gõ sấp mặt nha. Rồi, lúc nãy là mình đã nói cho anh em về cái bu đồ. Còn với cái bu ngọc thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên ngọc đỏ mình sẽ lên là tốc đánh tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím là công vật lý tốc chạy. Và ngọc lục là công vật lý xuyên giáp nha anh em ạ. Hoặc là anh em không thích này có thể lên là 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên hút máu nhé. Và ngọc lục là công vật lý xuyên giáp. Rồi đó chính là bu ngọc của mình. Còn về cái vấn đề bu vô hiệu thì mình, một là mình sử dụng tinh linh, hai là mình sử dụng thánh thuẫn. Nhưng mà thường là mình sẽ sử dụng thánh thuẫn nha anh em ạ, để có thể là tối ưu hóa những cái pha mà mình solo skill với tướng địch đó, hạn chế những pha mất máu. Và khi mà tướng địch thấy mình có giáp ảo thì họ cũng sẽ e ngại trước những pha solo skill với mình. Nhưng mà Quyền Vương ơi, mày không thấy được tao đâu con trai à. Quyền Vương định làm gì đây? Ngộ Không định outplay mình, chăng tôi giật chiêu 2 về đẩy chiêu cuối ra. Và Ngộ Không combo rất nhanh tay kết thúc tôi thành công. Nhưng mà Malok dùng chiêu cuối lại một lần nữa vỡ đầu Ngộ Không anh em à. Bạn Malok này phải gọi là nói chung là cũng có duyên với tôi đó anh em ơi. Tôi mà chết cái là báo thù của tôi liền à. Nói chung là cũng cảm ơn Malok nha. Rồi về còn đó chính là bu đồ, bu ngọc và bu phù hiệu lúc nãy mình đã nói cho anh em. Còn về cái vấn đề cái cách chơi của vị tướng Andor này á, mình sẽ chỉ cho anh em một cái cách chơi rất là hay nè. Anh em nấp bụi, khi mà tướng địch gần chúng ta mà đồng đội cũng lại gần chúng ta nữa, chúng ta có thể lướt chiêu một lên và sau đó chúng ta dùng chiêu cuối đẩy tướng địch ngược về phía đồng đội để cho đồng đội ăn nhé. Hoặc là chúng ta có thể dùng chiêu cuối luôn đẩy về phía đồng đội luôn để cho đồng đội chúng ta ăn thịt đối phương. Còn không á, khi mà chúng ta solo skill á thì chúng ta sẽ có những cách như sau. Đầu tiên anh em dùng chiêu cuối để khống chế tướng địch. Tiếp theo đó anh em dùng chiêu cuối lần nữa để nhảy thẳng vào vị trí tướng địch luôn nhé. Rồi sau đó anh em nhanh tay bật ngay cái chiêu 2 cho mình. Khi mà tướng địch có cái dấu hiệu là muốn ăn thua đủ, muốn áp sát anh em, thì anh em dùng chiêu 2 một lần nữa để giữ khoảng cách tướng địch và gọi là thả diều tướng địch nhé. Sau đó anh em dùng chiêu một lần nữa để giữ khoảng cách và tăng cái lượng đam của mình lên là ok rồi. Đó chính là các combo chuẩn chỉ nhá. Tôi giật chiêu 2 về né thành công pha gánh đến từ vị trí của Zayna. Tiếp tục là Quyền Vương không đủ đam thì chết đi bạn ơi. Rồi thôi xong Zayna rồi, giật lên nè, định giật lên chứ gì, ai mà chả biết chứ hả. Rồi thôi xong rồi, toàn rồi con trai ơi, con trai chết đi con trai à. Combo combo nó hơi mù mắt đến từ vị trí của Zayna nhé anh em ơi. Zata combo trượt kìa. Và coi như là team bạn đã bị quét sạch rồi anh em à. Triple kill dành cho Andor nhé anh em ơi. Quá phơi. Phải nói rằng là tôi cái vị tướng này á, trước khi mà nó ra bản chính thức á thì tôi đã chơi với bản thử nghiệm là tầm hơn 100 trận rồi anh em à. Tôi nói thật, tại vì tôi khi mà tôi thấy được cái cách chơi của con này tôi rất là khoái. Cái khả năng thả diều rất tốt và đồng thời là cái khả năng outplay tướng địch cực kỳ ghê, nếu như anh em lên thêm cái cung tà ma nữa. Đó, anh em có thể thấy rằng cái vị tướng Andor này có thể gọi là một trong những best sở thủ đó chứ. Nếu như mà so với Whis á thì chắc chắn là sẽ không mạnh bằng vào vị trí cuối game rồi, bởi vì Whis lúc nào bắt cũng đau hết anh em à. Nhưng mà nếu như mà nói về cái khả năng outplay thì chắc chắn Whis sẽ không bao giờ bằng đâu. Bởi vì con Andor này nó có khống chế mà anh em à. Trời ơi, Quyền Vương tả súng hữu đột vào không khí sắp mặt đi bạn ơi. Tiếp tục là tốc biến từ vị trí của Liliana. Nhưng mà Zata không may mắn như vậy. Liliana dùng chiêu 2 một lần nữa lướt lên và né được vị trí gánh từ vị trí của team tôi. Bây giờ thì Liliana làm sao để thủ được cái đợt này đây. Khi tôi và đánh đốc tiếp tục là áp sát, Liliana dùng chiêu 2, chiêu 1 đất thốn đi, tôi đẩy Ngộ Không ra và sắp mặt vị tướng Ngộ Không rồi anh em à. Ok, và quét sạch team bạn rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhây một tí nha anh em ơi. Phải nhây một tí thì cuộc sống này mới có thú vị chứ đúng không anh em à. Chứ nếu như mà chúng ta đánh rồi thắng, đánh rồi thắng thì nó lại không vui nha, đúng không nè. Cuộc sống mà nó cứ máy móc như vậy thì cuộc sống thì nó quá chán đúng không nè anh em. Đó, cho nên là chúng ta cứ lùi lại đi, lùi lại một tí để tôi test nhẹ sức mạnh của con này nữa. Cho tôi test một tí nha Malok ơi, đừng có phá trụ nha bạn. Đừng có thấy trụ còn miếng máu chạy lên bát nhá. Rồi bây giờ ăn con rồng này tăng một chút kinh nghiệm và để full đồ nè anh em à. Cái vị tướng Andor này thật sự với tôi phải nói với anh em rằng là khi mà ví dụ như mà tôi bí quá, ví dụ như tôi thua quá nhiều á thì tôi sẽ lấy vị tướng này ra chơi nha. Để gọi là phát huy tối đa sức mạnh, phát huy tối đa cái điểm mạnh của mình để dễ dàng có một sao hơn. Đó. Và đó chính là cái điểm lợi mà khi anh em tủ một vị tướng nào đó hoặc là anh em hiểu được một vị tướng nào đó. Đó. Rồi, bây giờ thì đứng đây và chờ con bò lạc đi ngang qua thôi. Ơ thôi, không cần, đây rồi, hàng họ đây rồi anh em à.
Nào chạy đâu nào Quỳ Vương ơi, Ngộ Không ơi, vào đây, tiến vào đây nào, đẩy chiêu cuối ra nè, tiếp tục là dùng chiêu 2 giữ khoảng cách tiếp bạn nè, nhảy ngược ra sao, bắn sấp mặt Zeta, và tiếp tục là Quỳ Vương và Yena có chạy được hay không đây, đam rất to sấp mặt vị tướng Yena rồi, Yena chạy đâu đây, ok. Và coi như là đã quét sạch tiên bạn rồi anh em ạ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhé. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share và subscribe để giúp cho channel của tôi ngày một phát triển nhé. Và nếu như anh em thấy yêu quý tôi hơn nữa thì hãy share clip này đến cho bạn bè và đồng nghiệp của các bạn để giúp cho kênh mình ngày một nổi tiếng nha anh em ơi. Nghe nó hơi phi diệu tí nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhé. Chúc anh em có một ngày thật tốt lành nè. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Quên anh vậy đi, nhân đôi sương ban nãy anh mới trôi bồi hiếm mùi hành trình sâu.